Quên Phước, anh đang làm gì vậy? Hả? Anh đang suy nghĩ. Sao vậy? Anh biết mai ngày gì không? Mai ngày gì hả? Mai ngày thứ sáu chứ ngày gì? Trời ơi, mai thứ sáu đen tối á, Black Friday á, người ta sale quá trời sale luôn, biết là bên mình có chương trình gì không? À đúng 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 đúng, quên. Đây, bây giờ bắt đầu chuẩn bị giới thiệu cho anh em đây. Thì hiện tại nha, Black Friday ngày mai, bên mình đang có một cái chương trình cực kỳ lớn luôn, có 102 từ trước tới giờ. Đó, có nghĩa là bên mình là đang gọi là như thế nào nha? Xả kho loa kéo luôn nha anh em. Có nghĩa là hàng trưng bày và hàng mới đều có đủ cho anh em luôn, giảm giá từ 300.000 cho tới 3 triệu đồng luôn. Đã không? Hồi đó tới giờ là bên mình chưa bao giờ giảm giá mạnh như bây giờ đâu nha. Nếu như anh em nào mà có theo dõi bên mình, đó, tất cả các mẫu loa kéo hiện đại nhất bây giờ, đó, bên mình đều có giảm giá hết. Và đặc biệt có chương trình khuyến mãi tặng kèm theo cho anh em luôn. Đó, ngon lành không? Ồ, vậy chính xác là chương trình gì anh? Nếu như anh em mà mua loa trên 6 triệu, bên mình sẽ tặng cho anh em một cái loa Bluetooth nghe nhạc cực kỳ xịn sò luôn, với giá là 630.000 đến từ hãng Gojek. Đó, StormMix C8, ngon lành không? Có đèn LED nè, chống nước cho anh em luôn. Anh em có thể là mang đi nghe nhạc du lịch về quê đồ thoải mái luôn. Đó. Còn đối với những anh em nào mà mua mức loa giá trên 4 triệu, mình sẽ tặng kèm thêm cho anh em một cái loa Bluetooth karaoke mini nữa. Đây, hai mã. Bên mình có hai mã loa Bluetooth karaoke mini như thế này. Đó, thì anh em có thể là tùy chọn mẫu mã và màu sắc luôn nha. Anh em muốn màu nào cũng được hoặc là mã nào cũng được. Đó, được chưa? Có kèm micro cho anh em luôn. Để mình có thể là vừa đi du lịch hoặc là vừa đi chơi hay là đi về quê mình cũng có thể hát karaoke luôn. Đó, có nghĩa là mua loa lớn tặng loa nhỏ cho anh em, mà đồng thời là còn giảm giá nữa. Quá hời luôn. Không shop nào dám giảm giá mạnh như đợt này như bên shop mình đâu nha anh em. Đó, mọi thông tin chi tiết mình có để đường link ở phía dưới. Đó, hoặc là anh em có thể là liên hệ qua bên mình, qua số hotline. Bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em nha. Vẫn có bảo hành đầy đủ cho anh em luôn. Những cái loa trong thùng là mới 100%, còn những loa trưng bày như thế này là hàng 99%, để mà mình để ở cửa hàng cho khách vào test karaoke nghe nhạc thôi, vẫn bảo hành, vẫn còn mới. Được chưa anh em? Rồi, hẹn gặp anh em ở cửa hàng nha anh em ơi. Bye bye.